nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2-3, trời rét và nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 19-22 độ C. Nam Bộ thì có mưa rào vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ở mức 28-31 độ C. Cụ thể thì phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều tối và đêm thì có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, riêng với khu vực Tây Bắc thì từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất là khoảng 21-24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ thì nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C và có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C và vùng núi thì có nơi trên 22 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông đến đông nam cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C và cao nhất thì từ 19-21 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì có nhiều mây và phía Bắc thì có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, phía Nam thì trời lạnh. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất phía Bắc là từ 24-26 độ C và phía Nam khoảng từ 27-29 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 17-21 độ C và cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, riêng miền Tây thì chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C.